Người trong cuộc là bà Đỗ Ngọc Xuân Trầm vào sáng ngày 10 tháng 7 năm 2017 từ Sài Gòn, kể lại vụ việc là ngay sau khi nhập cảnh vào Việt Nam hồi ngày 19 tháng 5, bà liên tục bị đại úy Trần Đại nhắn tin qua tài khoản Facebook làm áp lực, yêu cầu có trách nhiệm khai báo những việc làm của em gái là cựu tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh và chồng là nhà hoạt động Trần Ngọc Thành. Bà Đỗ Thị Minh Hạnh, một trong những người sáng lập phong trào lao động Việt trong nước, từng bị tuyên án 7 năm tù giam vì tham gia các phong trào công nhân biểu tình và đình công để đòi tăng lương và bảo đảm an toàn lao động. Bà Đỗ Thị Minh Hạnh được trả tự do sớm hồi cuối tháng 6 năm 2014, sau hơn 4 năm tù đầy. Ông Trần Ngọc Thành là cố vấn của phong trào lao động Việt. Bản thân bà Đỗ Ngọc Xuân Trầm nói không phải là thành viên cũng như không có bất cứ hoạt động nào trong tổ chức xã hội dân sự độc lập phong trào lao động Việt mà ông chồng tham gia trong tư cách cố vấn. Sau thời gian ở tại Việt Nam để thăm gia đình, bà Xuân Trầm không chỉ bị khủng bố tinh thần qua các cuộc điện thoại và tin nhắn trên Facebook, mà vào ngày 27 tháng 6, bà còn bị chặn ở cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất khi xuất cảnh trở về Áo. Lý do được cơ quan chức năng cho biết là vì lý do an ninh. Đến ngày 3 tháng 7, bà Đỗ Ngọc Xuân Trầm đã nhờ luật sư Đặng Đình Mạnh làm đơn khiếu nại về việc không được xuất cảnh của mình. Đến ngày 6 tháng 7, bà Xuân Trầm được yêu cầu có một buổi làm việc tại văn phòng của Công an xuất nhập cảnh thành phố Hồ Chí Minh. Bà Xuân Trầm kể lại. Khi mà họ lục soát khắp người tôi là cả vùng kín của tôi và họ dùng máy camera quay tôi thì tôi có nói là tại sao các anh lại quay camera tôi. Thì các anh công an trả lời là để làm việc cho khách quan. Thì em có nói rằng nếu các anh muốn làm khách quan thì phải cho tôi quay lại các anh. Thì công an nói là tại vì chị là người yêu cầu được xuất cảnh cho nên là chúng tôi chỉ có quay chị mà thôi. Còn khi mà bắt ký kết biên bản để làm giấy cam kết để được đi thì họ yêu cầu cam kết là không thuộc tổ chức nào. Thì tôi đã cam kết và họ yêu cầu tôi phải lên mạng để mà rút tất cả những tin nhắn xuống. Họ bắt tôi lặp đi lặp lại còn nhiều lần cái câu là vì bức xúc không được xuất cảnh nên tôi đã đưa tất cả những tin nhắn và số điện thoại của anh Trần Đại lên mạng. Mọi người làm phiền tới anh Trần Đại. Chính vì vậy tôi cảm thấy việc làm đó là của tôi là sai trái cho nên tôi xin lỗi. Họ kêu chỉ cần học thuộc câu này để về nhà viết lên một tờ giấy để đưa lên cái Facebook của Đỗ Thị Minh Hạnh á là họ cho đi. Khẳng định với AFA không làm điều gì sai trái vì bản thân không phải là người đăng tải và phổ biến số điện thoại cũng như nội dung tin nhắn của đại úy Trần Đại lên Facebook. Bà Xuân Trầm nhấn mạnh không thể thực hiện yêu cầu như vừa nêu. Đồng thời bà không thể đăng nhập vào tài khoản Facebook cá nhân của em gái là Đỗ Thị Minh Hạnh để xóa những gì đã đăng theo yêu cầu của phía công an. Cựu tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh chia sẻ với AFA, bà cũng không thể xóa những thông tin đăng tải liên quan đại úy Trần Đại vì việc bà làm không phải phổ biến thông tin cá nhân của người đại úy công an này, mà đó là những bằng chứng đại úy Trần Đại khủng bố truy bức chị gái Xuân Trầm của mình. Bà Đỗ Thị Minh Hạnh có ý kiến. Cái việc mà cấm xuất cảnh á, không phải là ai cũng có thể ra lệnh được. Trong cái điều khoản cấm xuất cảnh vì lý do an ninh, một lý do hết sức mù mờ, thì phải do ông Bộ trưởng Bộ Công an ký. Thế nhưng Trần Đại chỉ là một đại úy, nhưng mà anh ta nói rằng phải xin lỗi anh ta thì anh ta mới cho phép để đi xuất cảnh. Như vậy có một cái điều gì đó mờ ám ở đây ngay trong chính nội bộ của phía Bộ Công an. Từ nước Áo, ông Trần Ngọc Thành cho rằng vì chính quyền Việt Nam không cho vợ của ông xuất cảnh trở về Áo mà cầm giữ như một con tin là không thể chấp nhận được. Gia quan tôi cũng kéo nhau đến trước sứ quán của Việt Nam, mang cái biểu ngữ của những đứa trẻ đến đi đòi mẹ, phản đối nhà cầm quyền, không từ một cái kiểu gì cả để họ hành hạ truy bức con người theo ý muốn của họ. Đài AFA đã liên lạc với đại úy Trần Đại qua số điện thoại được phổ biến và lan truyền trên các trang mạng xã hội để kiểm chứng những cáo buộc của bà Đỗ Ngọc Xuân Trầm. Thế nhưng, các cuộc điện thoại viễn liên đều không kết nối được. Kính mời quý vị và các bạn bấm nút đăng ký theo dõi ngay bên cạnh để nhận được cập nhật về tất cả các bản tin và phóng sự tại kênh YouTube của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài ra quý vị cũng có thể theo dõi các video của chúng tôi trên các phương tiện mạng xã hội như Facebook hoặc Twitter. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!